Nguyên cục mặt thắt lưng này là vàng nguyên khối ao 750 chuẩn hội ngoại vàng hồng Logon. Tất nhiên đi kèm với mặt thắt lưng thì phải có dây thắt lưng, và bị khách hàng cũng đã đặt của Kỳ Lân một dây thắt lưng với màu đen và hai mặt. Sợi dây thắt lưng này Kỳ Lân làm là một sợi dây hai mặt đều là màu đen nhưng cùng là da cá alligator. Với sự chọn lựa từ văn gia và cái khó của sợi dây này đó chính là khách hàng rất là to con. Thường thì những sợi dây trung bình thì tầm 1m1, mà con cá mà dài như thế này á là con cá rất là to và dài. Để chọn được sợi dây này dài như thế này thì Kỳ Lân phải chọn con cá rất là to. Đây, như tướng của Kỳ Lân, thân hình của Kỳ Lân này thì đeo 1m2 mấy như vậy thì dư nhiều lắm. Thì có nghĩa là bụng của vị khách hàng này cũng tương đối kha khá và thân hình rất là to con. Và bây giờ Kỳ Lân sẽ thử vào ráp vào để cho quý khách hình dung được là sự lấp lánh, ánh bóng chiếu sáng, ánh lấp lánh từ vàng hồng nguyên khối ao 750 này đẹp như thế nào. Hiện tại thì mặt thắt lưng này Kỳ Lân đã hoàn thiện xong, và dây thắt lưng cũng hoàn thiện xong, nhưng mà Kỳ Lân chưa có đục lỗ. Đợi khi bàn giao khách hàng thì Kỳ Lân sẽ đục lỗ để mà gai vào, để bàn giao đến vị khách hàng đó. Nên là Kỳ Lân xin phép qua video này, Kỳ Lân xin phép được rá vào để cho quý khách hình dung được là đẹp và sang, và mình cảm thấy hợp với mình hay không thì hãy liên hệ với Kỳ Lân đặt một sản phẩm mặt thắt lưng cá nhân hóa độc bản theo yêu cầu và tạo nên dấu ấn riêng. Và đây là tài sản luôn, bởi vì nguyên cục mặt thắt lưng này là vàng nguyên khối ao 750 chuẩn hội ngoại vàng hồng Logon, và vàng theo năm tháng, đó là giá trị và là tài sản. Và đồng thời mặt thắt lưng này là thời trang và giá trị tài sản, đồng thời là một cái sản phẩm mà mang tính chất giá trị ý nghĩa của cá nhân và đồng thời là sản phẩm kỷ niệm. Nếu như mặt thắt lưng này là quà tặng thì là điều tuyệt vời. Để hình dung chi tiết hơn thì Kỳ Lân xin phép lấy ra và đeo trên cái dây thắt lưng của Kỳ Lân, bởi vì dây thắt lưng này là Kỳ Lân làm cho khách, và khách thì to hơn Kỳ Lân mà Kỳ Lân thì chưa đục lỗ dây. Bây giờ Kỳ Lân sẽ đeo vào luôn trên cái dây thì đeo thắt lưng của chính Kỳ Lân. Và dây thắt lưng này mình đeo rất là gọn, bởi vì thiết kế theo kiểu là cái đầu dư còn lại xỏ vào trong á, nên nó không bị lượm thượm, không có bị mà dinh ra ngoài, rất là gọn và tinh tế nữa. Còn đây là một loại dây với da bê, da Epsom với hai màu, một màu đô và một màu đen. Khi chúng ta dùng màu đen không thích thì chúng ta lật lại chuyển qua màu đô bằng cách xoay, tháo ra, rút ra và gắn lại như thế này là màu đô liền. Bây giờ Kỳ Lân sẽ dùng màu đô trước, sau đó sẽ dùng màu đen. Bây giờ đây đến một đây là một sợi dây hai mặt đều là da Epsom, một mặt màu đen viền chữ trắng và một mặt màu trắng. Đây là Kỳ Lân đang ví dụ một dây hai mặt cùng màu hoặc là một dây hai mặt khác màu để chúng ta thay đổi, để chúng ta thường xuyên thay đổi vào những trang phục phù hợp nhất. Nhưng mà hồi nãy giờ Kỳ Lân thử rất nhiều dây thì kết quả đem lại đẹp nhất mà theo cá nhân Kỳ Lân nhìn thấy và cảm nhận được và đánh giá thì dây da cá alligator và da cá sấu hoặc là da cá alligator là đẹp nhất. Còn nếu như mọi người xem thấy dây nào đẹp, màu nào hợp thì có thể để lại ý kiến trên comment góp ý với Kỳ Lân nhé. Kỳ Lân xin trân trọng cảm ơn rất nhiều. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.